Cô ở góc nào ạ? À? Góc bên chỗ đường Trung Minh Đạo đi vô. Dạ. Rồi con gửi cô Lộc mua một gạo ha. Là tại công đức chú dạ. Tại vì Lộc Phật. Ồ có duyên quá. Ông ở đâu ạ? À? Dạ. Ông ở đâu? Bị điếc. Rồi con gửi Lộc ông ha. Dạ. Chúc ông may mắn. Đây là cái địa chỉ Sư Minh Nhàn đây cô chú anh chị có xuống thăm ghé nè, các cháu rất là dễ thương nha. Đó. Đây Sư Minh Nhàn, còn đây là trong này là sư cô chú anh chị và các bạn thân mến. Chúc tất cả cô chú anh chị một ngày vui vẻ hạnh phúc. Bây giờ Tuấn đang vô đây là cái khu đường vô chỗ Sư Minh Nhàn, một cái sư mà có một cậu chú tiểu bữa mà có cũng có thấy cái quay có coi thì hôm nay Tuấn cũng chưa biết ở trong này thế nào. Hôm nay Tuấn đi tới thực tế luôn, trực tiếp luôn. Đây, bây giờ Tuấn đang đi vô là cái đường rất là nhỏ nha. Đường này xe tải vô là vừa lọt. Đó. Thì đây ở trong đây là có thấy tôi có thấy chiếc xe du lịch nè, xe 51 lên thăm nè. Đây là nhóm của cô chú ở Biên Hòa lên mặc bộ đồ cũng rất là ấy. Đó. Đây có mấy sư huynh đang làm xây dựng lại đây, sửa rồi. Chùa nhìn rất là đơn sơ ha. Bữa nay thấy đổ đan rồi, thấy xây dựng rồi lại bài bản. Ôi, xin chào mấy sư huynh nha. Đây là những chiến sĩ, tráng sĩ xây dựng này. Tráng sĩ chứ lộn, tráng sĩ. Nhìn tướng rất là lực lưỡng ha. Đây. Đây là, bữa nay là đổ rồi đan rồi lại hết nè. Hôm bữa có coi, Tuấn có coi trên YouTube thì mới thấy. Hôm nay vô với thực tế này, thấy tình hình như thế này. Đó. Mấy anh ở gần đây luôn anh. Mà làm ở đây là tốt á. Tốt đẹp. Vui vẻ tốt đẹp là ok rồi. Trong lòng có thấy vui vẻ là ok đúng không anh? Giờ mấy anh nghỉ giải lao. Này mới đổ luôn à. Đấy. Mới đổ luôn nè, cái này có dấu chân lúc luôn nè. Đó. Đó, đây là nhóm mặc bộ đồ rất là đẹp. Ở này giống anh dạ. Tính cho tên ở vậy. Dạ, chào anh. Mặt đầy cái cho hên. Ảnh ở trên TikTok dạ. Trời. Tốt hả? Chào chị, hai vợ chồng đi luôn. Dạ, dạ. Không, không phải. Này là em rể hay em? Okay. Em rể à, dạ. Dạ. Có duyên. Anh em gặp. Hữu duyên, hữu duyên. Hữu duyên mới gặp được. Ok, ok. Em mới đi Gia Lai về. Mới Gia Lai về. Ok, ok. Hữu duyên, hữu duyên. Idol, idol, hả? Idol. Cái clip coi cái clip của sư ở đây là rồi hôm nay sẵn ghé luôn. Dạ. Thấy dạ dạ đúng rồi. Dạ. Đây hình như chú tiểu này hôm bữa nè phải không? Phải chú không? Con chào chú. Chú nhìn phúc hậu ha. Chú nhìn phúc hậu ha. Đó. Chú tiểu này nhìn rất là phúc hậu ha. Có căng lắm á. Nóng mẹ mày nè. Xin phép mọi người tôi nghe máy. À Sài Gòn lên luôn. Dạ. Cũng nhờ TikTok đó mấy anh chị chia sẻ cho nên mới biết được. Ồ, hay quá. Ồ đây có cây sala đẹp ha. Đó. Dạ. Ồ mấy anh chị là lặn lội từ Sài Gòn lên luôn, đường dạ. Xa xôi. Dạ đúng rồi. Lên rồi để cúng dường. Không mà nhìn chú tiểu đó rất là Tuấn nhìn cảm giác thấy rất là kiểu trong. Sáng. Đi tu từ nhỏ luôn là tốt lắm. Dạ. Đây con trai chị hả? Dạ không, đây không. Là cháu kìa, chồng con ra đây nè. Dạ. Dạ. Hello, bắt tay. Trời ơi, lên cái trang của chú Tuấn. Nổi tiếng luôn á. Đẹp trai ha. Đó, đây là cái cây sala. Trái bự quá trời luôn cô chú anh chị. Có duyên, tự nhiên đang đi vô thì gặp một đoàn của các cô mặc đồ này, cái là Tuấn đi theo mấy cô này luôn. Dạ. Tuấn đâu biết đâu. Dạ. Dạ con chào sư ông ạ. Dạ. Ồ, sư ông nhìn phúc hậu quá. Dạ. Tướng tốt. Thầy 94 tuổi rồi ạ. 94. Lớn. Còn 6 tuổi nữa là đủ 100 rồi. Nhìn rất là phúc hậu. Dạ.
À, cô mấy cô đứng qua đây con chụp tấm đẹp luôn. Đây con chụp cho. Rất là phúc hậu cô chú anh chị. Lần đầu tiên thấy một chú tiểu đi tu từ nhỏ. Rất là phúc hậu. Rất là tốt á, có căn duyên. Chắc tại là con đứng chạy dậy đi chùa mà. Chú tiểu mà đi tu từ nhỏ luôn á. Em gửi à. Ồ, tuyệt vời quá, rất là đẹp. Rất là tuyệt vời luôn. Quá tuyệt vời ha. Quá tuyệt vời. Tại nữa lấy hên. Anh ở đâu? À, em ở Đồng Nai, Biên Hòa. Đồng Nai. Giờ anh về luôn ha. Không, sẽ... giờ đi mấy á, có dịp anh em gặp. Không, em bên YouTube. YouTube hả? Dạ. YouTube tên gì? Tấn container. Tấn container hả? Dạ. Rồi nói tiếng lên. Dạ. Sá vật chưa? 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 Đưa cho bạn nhỏ hay là cúng dường? Để anh gửi. Thầy con gửi cho bạn thầy thì rất là vui ha, rất hoan hỷ. Chú tiểu đẹp quá. Rất là đẹp luôn, tuyệt vời. Tính combiner ha. Cái này sao mốt làm sao mốt đi theo làm này luôn, làm này. Chị vợ cũ. Chị vợ cũ. Chị vợ. Đó, chị vợ sắp vợ. Rất là nhiều luôn. Dạ. Nào nước. Ồ, mấy cái tượng Phật này là thầy để thỉnh tặng ha thầy. Dạ. Đẹp quá, mấy tượng Phật đẹp quá. Ôi, chào chú tiểu luôn ha. Bye. Lên kia. Nó lưỡi giỡn hoài, nói ngày giỡn hoài. Cho rút vô một cái để lấy cái tuổi thọ mốt chín mấy tuổi không hả? Được chín mấy tuổi chứ không? Nam mô Bây giờ Phật. Dạ, Nam mô Bây giờ Phật. Dạ, con ở được chín mấy tuổi, con gái sống được chín mấy tuổi. Dạ. Dạ. Sư ông 94 tuổi. Mà nhìn rất là khỏe ha. Rất khỏe, rất khỏe luôn. Mấy mai rồi. Chào tất cả, chúc tất cả vui vẻ, tốt đẹp là được rồi. Dạ. Rồi. À, bây giờ đi về thôi. Rồi, chúc, rồi chúc tất cả vui vẻ. Dạ, chúc bạn sức khỏe nha. Giờ xuống Vũng Tàu đi du lịch tắm biển. Dạ. Được rồi. Ở đây có cái ở đây có cây sa la, phải nói là rất là đẹp lắm. Cái này là cây sa la. Cây sa la. Rồi bây giờ Túc đi ra thôi. Mấy tráng sĩ đang làm việc. Tráng sĩ đang làm việc để đổ lại mấy cái móng cho chùa. Rất là đông vui. Rồi bây giờ mình đi lên Minh Đạo thôi. Tu viện Minh Đạo.
thì cái duyên thôi, tự nhiên tình cờ đi lên thì Tuấn gặp như thế thôi, thì quay duyên thôi cô chú anh chị. Thì chia sẻ lại những cái hình ảnh để cho bà con của bác coi thôi, chứ còn thực ra cũng không có cái vấn đề gì hết. Thì bà đây, Tuấn cũng chia sẻ cái đường đi luôn, con đường đi luôn. Con đường vô chỗ Sư Minh Nhàn này cô chú anh chị. Đây. Sư Minh Hội nè. Đó, có cái bảng Sư Minh Nhàn, còn Thất Sư Minh Hội là một tấm bảng này. Đó. Là đi thẳng vô đây. Đó, rất đơn giản, đó chiếc xe Innova đó vô cúng đó, cúng dường đó. Vô nãy giờ vô cũng rất đông, một đoàn nữa. Thì cô chú anh chị nào có đi đó, thì sẽ qua đây ha. Cái địa chỉ là từ ngay ngã ba đó, ngã ba khu di tích đó đi vô. Thì sẽ đi vô cái khu này. Đó. Đây là Thất Sư Minh Hội, sư mà 94 tuổi đó. Đó, có một chú tiểu đó cô chú anh chị. Em này là biết YouTube. Dạ dạ, dạ chào chú. Dạ. Chú ở Sài Gòn xuống hả chú? Đó, đây có Phật tử tới rất là đông ha. Đó, hồi nãy một tốp ra rồi, bây giờ thêm một tốp Phật tử vô nữa. Dạ. Ồ, Sư Minh Nhàn đây cũng nhìn rất là trẻ em rất nhiều. Dạ dạ dạ, con chào bà cô. Dạ. Dạ, chúc cô sức khỏe, may mắn, bình an. Dạ. Ủa sao cô hay coi kênh con à? Có, cô coi hoài. Dạ. Gặp con với thầy Minh Đạo đó. Đây dạ. Gửi biếu bác. Dạ, cô nhìn dạ. Cô nhìn hiền quá. Dạ. Dạ. Cô nhìn rất là nhìn cô rất là hoan hỷ ha. Dạ. Đây là của Sư Minh Nhàn đúng không cô? Dạ dạ. À, con gửi cái cô cái phần lọc. Dạ. 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 Tại cô ở cốc á. Cô ở cốc nào ạ? À? Cốc bên chỗ đường Sư Minh Đạo đi vô. Dạ. Dạ, con gửi cô Lộc mua gạo ha. Là tại công đức chú dạ. Tại vì Lộc Phật. Ồ, có duyên quá. Ông ở đâu ạ? À? Dạ. Ông ở đâu? Dạ. Bị điếc. Rồi, con gửi Lộc ông ha. Dạ. Chúc ông may mắn, sức khỏe. Dạ. Dạ. Cảm ơn. Dạ. Tốt khổng quá chứ nghe thì có thôi bỏ luôn. Đó. Hoan hỷ với cô. Rồi, xả luôn. Tại vì tính lấy cái bộ thơ lại lát cô ra cô tặng cho thầy người kia. Giờ cô vô sư này nữa đâu. Cho dạ. Sư lát cô bên Sư Minh Hội. Dạ. Lát cô qua con chúc cô đó. Sức khỏe nha, may mắn nha. Cảm ơn con. Dạ. Cô chắc hay coi thầy Minh Tuệ đúng không cô? Có. Dạ. Dạ cô. Có dạ. Dạ con chào thầy. Dạ. Đây các bạn trẻ, các rất là dễ thương. Dạ. Anh Nam đầu tiên mà có quay video về thầy Minh Tuệ. Dạ. Con chúc thầy sức khỏe. Dạ. Thầy tướng rất là tốt ha. Thầy là Sư Minh Nhàn nè. Dạ, thầy là Sư Minh Nhàn. Nhìn thầy con cảm giác tướng rất là giống như là một vị A La Hán vậy. Dạ, giống như kiểu Kim Cang Hộ Pháp. Sư Minh Đạo là huynh đệ đó. Dạ. Phật đó tu chung một thầy ra đó. Dạ. Phật sư trước ổng nữa. Đúng là mỗi người có một hình tướng khác nhau ha. Thầy có cặp chân mày rất là tuyệt vời. Dạ. Từ nhỏ giờ vậy đó. Dạ. Phải gọi là chân mày tướng gì đó. Dạ đúng rồi. Con chúc thầy nhiều sức khỏe, nhiều may mắn. Chắc là có dịp mai mốt con sẽ xuống nhiều á. Dạ. Dạ. Đây là cái địa chỉ Sư Minh Nhàn đây cô chú anh chị có xuống thăm ghé nè, các cháu rất là dễ thương nha. Đó. Đây Sư Minh Nhàn, còn bây giờ trong này là Sư Minh Hội. Minh Hội. À, có bản đây. Nhân Sư Minh Đạo luôn. Đây. Đó. Rất là tuyệt vời ha. Đây. Đó cái đường đi đây cô chú anh chị. Tuấn tới Tuấn cũng chia sẻ một chút phần nào đó thôi. Sáng Tuấn cũng không có chuẩn bị ấy đó, nhiều. Ồ, các bạn trẻ rất là dễ thương ha. Ờ, rất là tuyệt vời luôn. Đây là xe ở dưới Bình Dương lên nè, 61 Bình Dương nè. Đó. Cô vô Sư Minh Hội đúng không cô? Đó, đi thẳng vô đường này nè. Không, con nó vô rồi, con không đi. Dạ. Xa quá, con đi không nổi. Cô ở Bình Dương lên nè. Không, cô ở Sài Gòn. Ký với thầy. Dạ, cô... Thôi đừng quay cô. Dạ. Thôi đừng quay cô. Cô đường lên cô thích, biết xấu lắm cô già. Cảm ơn nhà Tuấn. Cô biết anh Tuấn hả? Dạ. À, cô có coi hả? Trời ơi, dạ. Tối ngày dạ. Nó xong. Vì lỗ tai điếc không nghe. Dạ, dạ, dạ. Dạ, dạ, dạ. Cảm ơn. Xấu quá vậy, cô ơi, cô đẹp lắm. Cô đẹp lắm. Dạ, chào sư. Dạ, chào sư.
Rồi, xin chào cô chú anh chị và các bạn. Nhiều khi giỡn cho vui vậy thôi chứ không có gì đâu cô chú anh chị. Nhiều khi giỡn rồi, cổ giỡn qua sư Minh Nhàn và sư Minh Hội rồi. Thì bây giờ tôi sẽ thẳng lên chỗ thầy Minh Đạo coi. Trên đó như thế nào, hôm nay như thế nào, có đông không? Tuấn xin chào cô chú anh chị và các bạn luôn ha. Quay video chủ yếu vui vẻ, chia sẻ địa chỉ cho mọi người biết để đến thôi, chia sẻ thôi chứ không có mục đích gì hết nha. Không có nói gì hết á, vui vẻ thôi là chính. Chào cả nhà. Dạ, trên trên nhà trên quê á. Rồi cây xuống luôn. Được. Ra thôi có chút đỉnh cái chỗ chút chỗ chút vậy đó. Cô đi nãy giờ ba bốn điểm rồi, chỗ chút vậy đó. Cu nè, cu đất với chim ri. Con xanh. Giới thiệu. Dạ. YouTuber Tuấn tên tên ha. Chiều nay mới về mới thấy trên trên máy máy. Nữa tôi quay nữa. Quỷ sư tôi quay hoài. Không quay mới được đi đó. Chim này chim cu đất nè. Chim sẻ nè. Cái này bán bao nhiêu một con? Dạ. Mua bao nhiêu con sống sinh cũng được đúng không? Đúng rồi, mua bao nhiêu con cũng được. Để coi thử coi con còn con trên chim lớn là 20 ngàn con. Dạ. Chim nhỏ 10 ngàn. Để giúp anh mở hàng ở chợ bán xanh đấy coi chợ. Ông thầy Minh Nhàn đã mời giúp con bao nhiêu. Coi còn nhiêu từ đó hết rồi. Dạ. Rồi thả giùm giùm không biết nhiêu con đây. Thả được 10 con nha. À. 10 con ha. Anh thả giùm luôn. Ok. Biết nhiêu con nữa. Thả luôn hả? Rồi thả luôn giùm đi. Cho nó bay tự do. Đó, bay luôn con. Đó, bay tự do bầu trời luôn. Nhà anh gần đây không? Dạ dạ, cũng chào cô. Chúc cô nhiều may mắn, sức khỏe. Dạ. Có duyên quá. Đó rồi, cho luôn. Bay luôn nha. Đó. Tuyệt vời quá. Chín con. Đó, thả luôn, bay. Rồi, ok. Đi đi con, cứu được con. Ok. Rồi, chúc tất cả cô chú anh chị và các bạn nhiều sức khỏe và may mắn luôn. Hẹn gặp lại cô chú anh chị nha. Rồi. Vui vẻ cô chú anh chị ơi, cứ thấy vui vẻ là được à. Làm gì mình thấy vui vẻ là ok. Rồi, chào cô chú anh chị luôn à. Thì bây giờ hôm nay Tuấn không có chuẩn bị tiền. Tuấn đi sáng đi mà không có rút tiền theo, đem theo có mấy triệu à. Thì chắc để đợt sau Tuấn sẽ đem rút tiền theo, Tuấn sẽ chia sẻ chỗ sư Minh Nhàn. Rồi. Vui vẻ nè. Thì bây giờ là Tuấn sẽ đi vô tu viện Minh Đạo. Nào giờ thì được biết trên mạng rồi nhưng mà chưa biết cái tu viện như thế nào. Thì hôm nay Tuấn sẽ đi thẳng vô tu viện Minh Đạo ha. Để coi là coi tu viện Minh Đạo có cái gì trong này và đặc biệt như thế nào. Gặp hai bạn trẻ rất là dễ thương. Nấu ăn luôn nè. Đi xe từ Sài Gòn xuống này. Đó, tu viện Minh Đạo ngay lúc này rất là đông luôn. Đây, giờ mình sẽ đi vô. Rồi đây xe là đây là xe 30 chỗ. Đó, từ Biên Hòa đó của các hai bạn trẻ đó như một nhóm xuống rồi đây nữa nè. Ô, xe càng ngày càng lên đông rồi, càng ngày càng lên đông rồi. Giờ mình sẽ đi vô ăn bánh canh, bánh canh chay. Tuấn xin mời cô chú anh chị xem được cái khung cảnh ở núi Vinh như thế nào ha. Thì hôm nay mình sẽ đi chia sẻ những cái điều thú vị tốt đẹp nhất đến cho cô chú anh chị xem. Đây những xe Grab này, biển số vàng này, chở du khách đi nè. Đó. Audi nè. Audi nè, rất là nhiều luôn ha. Bạn Trinh thấy sao? Thấy đông không? Vui không? Bạn Trinh đâu có nghĩ là lên đây đông thế này đâu đúng không? Em nghĩ là đang thực hiện lên đây lắm. Rồi. Dạ, hôm nay các bạn có mời mình vào. Bây giờ mình vô ăn bánh canh. Chắc là đông lắm á, chắc hôm nay đông lắm. Đây là đường vô tu viện Minh Đạo đây, có bảng đây. Không có chú anh chị.